Vui, rất vui khi gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện Đàn Ông. Như quý vị cũng biết rồi, trong cuộc sống mà đâu có ai mà sống trọn vẹn và toàn mỹ đâu. Đúng không quý vị? Đôi lúc chúng ta cũng phải phạm một sai lầm, cho dù là nhỏ cũng là sai lầm. Vậy mà trong cuộc sống ngộ lắm. Có những người hả, cứ là bươi móc, là không thấy mình xấu mà cứ thấy là người xấu, người kia xấu, rồi cái chỉ trích người ta, rồi bươi móc cái chuyện người ta ra. Khổ lắm. Cũng hên là hai dùi không là gần nhà mấy đối tượng đó nha. Gần nhà mấy đối tượng đó chắc là hai dùi lên tầng sông, có khi là tuột máu lên được. Nói chân lên coi. Lấy lên rồi nè, người ta gác trên ghế rồi. Tôi cũng phải nhìn bà nha, không thấy người ta đang uống nước hả? Quét cái gì cũng phải nhìn uống chứ đi. Ngó trước coi sao. Dở dở cái chân lên coi. Ông xích xích cái ghế ra đi cho tôi quét mệt coi. Thôi đi, dẹp đi. Sao kỳ vậy? Nãy tôi ngồi tôi đọc báo trong nhà, bà kêu tôi ra ngoài sân đọc báo, bây giờ tôi ra ngoài sân nữa là bà cũng quét nữa là sao? Ý bà kiếm chuyện với tôi hả? Thì hồi nãy tôi quét ở trong nhà, thì ông ngồi ở trong, tôi kêu ông ra đây đi. Bây giờ tôi quét ở đây thì tôi kêu ông xích qua, ông cũng nhăn tôi nữa, ngộ ghê chứ đó. Nhăn cái gì, bà quét cái gì mà bụi quá đi. Quét người ta phải nhẹ nhàng tình cảm không? Quét cái gì mà... Ông quét mà nhẹ nhàng tình cảm, ông sợ đất nó đau, ông sợ bụi rác nó đau hả? Ông quét vậy sao mà hết rác? Cười quá, tôi quét nhà mà ông cũng nói rồi. Rồi rồi thôi được rồi. Tôi làm cái gì ông cũng chỉ cái mũi dùi ông nói tôi hết á. Ủa sao hôm nay thấy bà xiên á? Ủa chứ bà quét từ trong nhà ra ngoài sân. Hồi nào giờ tôi đâu có thấy đâu. Gì? Ủa bộ hôm nay thấy bất ổn trong người hả? Ủa bộ hồi đó giờ tôi làm biếng lắm hay sao mà ông nói tôi, bữa nay tôi xiên. Cái vấn đề là tôi không nói bà làm biếng, nhưng mà bà quét nhà ngày hôm nay, hoài mai bà mới quét sân. Đúng rồi. Còn hôm nay là chưa hết, bà quét trong nhà ra ngoài sân luôn là sao? Có cái sự thay đổi trong cái sinh hoạt của bà là tôi thấy bất ổn à? Ý nói tôi là bất ổn là làm để xong để ngày mai chết đó phải không? Tôi cũng mong là vậy á. Tôi chết cho rồi đi, tôi đi đầu thai cái kiếp khác. Gì vậy? Đầu thai kiếp khác để tôi lấy người nước ngoài. Để người ta có chửi tôi không có nghe. Tôi không nghe, tôi không có tức, tôi không có bị hư cái lỗ tai tôi không có mỏi cái lỗ tai tôi. Bà im ngay nha. Ý bà kêu tôi nói nhiều quá gì? Nói đến nỗi mà bà đặt dùng từ tinh tế hư lỗ tai. Sao bà không nói thẳng là thúi lỗ tai vậy? Thôi dẹp qua cái đó đi. Đừng có ngồi tôi nói thiệt, tôi bà nói tới cái miệng tôi dễ sợ lắm mà tôi nói cũng không có lợi ông nữa. Là sao, ý bà kêu tôi môi mỏng nói nhiều quá hả? Cái đó ông tự nói à, chứ tôi không có nói à. Thôi nói đi vô thay đồ đi. Chuẩn bị đón khách rồi kìa. Khách tôi qua để tiếp đàn rãi cho nó đàng hoàng. Đón khách gì? Hôm nay đón khách gì? Trời đất ơi, ông bị gì vậy? Bị gì là bị gì? Trời ơi, bữa nay đón xui gia ông... qua để nói chuyện cái vụ cưới hỏi cho con mình mà ông sao vậy? Cái con nhỏ bữa đó dắt về nhỏ da trắng trắng á hả? Nghỉ phải đi. Dẹp. Sao dẹp? Cưới con khác. Ông mắc cười quá à, cưới vợ cho con tự nhiên đòi theo ý ông. Tôi nói bà con nhỏ nó không có được. Sao không được? Gái gì đâu, da trắng bóc. Người ta trắng là ông phải mừng. Sao mừng? Ông mừng bị gì khi mà nó lớn lên, nó có ăn học đàng hoàng, nó trắng là nó làm trong văn phòng, nó làm ngồi trong mát. Chứ nó không có đen như tôi ngày xưa mà tôi đi làm đồng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đi vô thay đồ đi lên. Ông thay đồ với bởi tôi nó không có được đâu. Sao mà không được? Trời ơi, cái con nhỏ này, cái giọng nói nó ồ như dịch đực. Cái giọng nói là trời phú. Cái giọng nói nó thể hiện lên cái sức khỏe của nó hào sảng, nó khỏe mạnh. Sau này con mình có bị cái gì nó còn sốc giác. Mà tôi nói không được, tính con nhỏ này con gái rứa mà nó đoản quá à. Đoản là đoản cái gì? Hôm bữa đó, con cu nó dắt về giới thiệu nè. Kêu con ra sau nhà gọt ít trái cây lên. Nó cũng làm y như ý ông, có đúng sai rồi. Đâu. Bà biết nó gọt sao? Nó gọt một cái thao trái cây vậy nè. Ý nó nói tôi là heo chứ. Cái đó là ông nói chứ ai mà sao? Nói. Chứ nghĩ sao gọt ít trái cây, cái từ ít chứ không phải là cái từ thao. Bị gì nó nghe lời tôi, nó hỏi dạ tôi bác cái dĩa đâu, tôi nói là con lấy cái dĩa bự nhất ở trong sóng chén á, rồi nó lấy cái dĩa bự đó nó đem ra. Gái phải tinh tế rồi chứ. Tinh tế thì nó làm vậy thôi chứ đội gì nữa. Ông á, mấy cái vụ xôi mối nè, đàn bà người ta xôi như tôi nè, tôi là má chồng hoặc là chị chồng người ta xôi, ông là đàn ông mà ông cũng xôi mối mấy cái kiểu này. Còn cái này là tôi chưa nói ông nha. Thở đời nay con mình là nhà trai, đáng lý ra mình phải qua bên bển mình nói chuyện đó, mà bà đằng này người gái người ta qua đây là gì á, hay là gì ông kêu 5 lần 7 lượt ông cũng không đi. Bây giờ người ta thương con người ta quá, người ta phải chịu, người ta bò qua tới đây, ông đòi gì nữa? Đi vô thay đồ đi, tôi quét nhà. Đòi gì? Nó nhiều. Nhiều gì? Cục đàn ông mà kỳ ra coi. Gì nữa? Ông á hút thuốc á thì gạt có cái tàn ở trong đầy ở trong nhà đó, gạt vô tàn thì nó gạt lung tung, gió nó bay vô mắt nó cay biết không? Dạ, dạ. Kiếm chuyện. Dạ chào anh. Dạ. Chào anh chị Xui. Dạ mời dạ. Anh ngồi. Đinh hả? Chít chít phòng gánh á.
móc câu hay kìa. Chào anh. Dạ, chào anh Xui. Dạ. Anh ngồi, anh ngồi đi anh hai. Dạ, cảm ơn chị. Mời anh hai uống nước ạ. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ, xin phép anh Xui. Dạ, tại tôi đi nắng. Dạ. Khoan đi. Từ từ. Cái gì vậy ông? Uống liền người ta nói mình chết khát. Trời ơi. Chẳng hay hôm nay anh hai quá bộ qua nhà em có việc gì vậy? Trời ơi, anh hai qua nhà mình là bàn tính cái chuyện cưới gả con chứ sao ông hỏi gì kỳ vậy? Dạ. À, dạ, cưới cái rồi. Con nhỏ ra. Dạ. Bé Mận đó. Dạ. Ừ. Qua cưới hỏi thằng Cú Đen. Dạ, con của anh chị. Dạ. Ông anh cho hỏi là ở bên đó là gia đình thành viên có mấy người? Dạ thưa cháu nó là có 4 anh em. Dạ. Nhưng mà cháu Mận nó là út gái đó anh. Dạ. Sao ham đẻ chi dữ vậy, chỉ 2 là đủ. Dạ thật ra thì tôi thì hôm nay tôi đại diện qua đây thì tôi cũng giống như cha chú thôi. Dạ. À, cha của nó thì mất sớm rồi, mẹ thì còn. Dạ. Thật ra tôi là chú nó, tôi qua để mà nói chuyện cưới hỏi, chọn ngày lành tháng tốt. Người ta nói mất cha còn chú đó mà hả anh? Dạ anh? Vâng. Dạ. Có người lớn tới vậy là mình cũng mừng lắm rồi anh. Thôi bà nói chuyện luôn đi. Bà hay quá. Ông anh nè, xin cho hỏi là cụ anh bên đó mất vì lý do gì? Dạ thực ra thì ba cháu mất vì tai nạn. Ê cha. Vô cùng thương tiếc cùng gia quyến. Dạ. Cảm ơn ông anh. Xui quá. Dạ. Dạ anh ngồi đi anh hai. Bởi vì ông nhà này ổng hay bị xúc động như vậy, mỗi lần xúc động anh hay cao máu, mà cao máu anh nói nhiều. Dạ, đâm ra anh cũng thông cảm giùm tôi. Tôi thì tôi ngược lại. Dạ. Dạ tôi tuột máu. Dạ dạ tôi biết mà. Chẳng hay ông anh có thể cho tôi gặp từng thành viên bên đó được không? Là phải là mời từng thành viên ở bển qua đây luôn. Trời ơi, cái gì mà phải gặp từng thành viên vậy ông? Bây giờ là anh Xui ở bển đã mất rồi. Thôi, thôi, anh thôi, hai thôi, đại thôi. Diện qua thì đây đó, là cha. Từng thành viên nhưng riêng ba của bé Mận được đặt cách. Dạ dạ không sao đâu anh Xui. Lấy dạ. Vợ là xem tâm lấy chồng xem giống. Ông bà mình đã có câu rồi, tôi phải xem xét hết từng thành viên bên đó chứ. Đúng không anh? Dạ đó. Không sao, anh Xui muốn gặp ổng cũng dễ thôi. Dạ, tháng 7 là gặp được ổng rồi. Tháng 7 là tháng cô hồn. Tháng cô hồn mà. Dạ đúng rồi, tháng đó ổng lên gặp anh Xui được. Dạ. Thôi đi mà. Dạ thôi à. Bây giờ vậy đi anh hai. Ông ấy mình tính mình lựa cái ngày nào mà tốt á, mình làm đám hỏi luôn đi anh ha. Vẫn có được. Thì tôi thấy thôi 2 tuần nữa mình làm đi anh chị Xui. Dạ, 2 tuần nữa cũng được. Tôi thấy ngày cũng tốt đó. Dạ. Tôi nói không được là không được. Sao mà không được ông? Chưa có đủ những cái điều kiện tôi đưa ra. Cái điều kiện gì nữa? Trời ơi, con bé Mận là tôi rành quá rồi, nó cũng qua lại nhà mình rồi chứ đâu phải ông không biết đâu. Cái gì? Ông anh à, tôi thấy nhân dáng của ông anh là không được cao. Mà bề ngang thì lại cũng khiêm tốn, cho nên là phải cẩn thận, yếu đừng ra gió. Ông nói cái gì vậy ông? Thôi mình lo quan tâm sức khỏe đó mà. Anh hai, ủa anh, trời đất ơi anh hai ơi, anh bị sao vậy anh hai? Mấy giờ tôi đưa anh đi bệnh viện nha anh hai. Tôi thấy tự nhiên người anh nó kỳ kỳ rồi đó. Hồi nãy tôi tuột máu chứ bây giờ là tôi lên tăng sông máu rồi đó. Đi vô lấy cái máy đo huyết áp liền. Lo cho ông á, ông ơi ông làm ơn ông giảm tuột lại giùm tôi đi, tuột máu ông lại giùm tôi. Ông sao đừng vậy? Lên, ông lên hồi đó anh hai anh chết vậy. Anh hai ơi, tôi nói thiệt anh là tôi thành thật tôi xin lỗi anh nha. Anh bỏ qua nha anh hai. Ủa nãy giờ tôi nói gì không phải mà phải bỏ qua? Cái gì mà không phải, ông nói quá không phải luôn nữa chứ có cái gì mà phải không phải còn ít à. Nãy giờ thật sự tôi tới đây là tôi cũng thấy nó cấn cấn, nó có cái gì nó sai sai rồi. Chứ thường á là bên đàn trai phải qua bên đàn gái để dạ. Mà nói chuyện là hôn lễ. Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà ngược lại tôi hạ mình, tôi vì ba nó mất, tôi là chú, tôi đại diện, tôi qua tôi đâu nói chuyện cưới hỏi của tụi nó. Dạ. Mà tôi thấy anh Xui quá đáng lắm. Tôi quá đáng cái gì? Anh thích xôi chứ gì? Được rồi, tôi báo anh biết. Bắt đầu từ bây giờ tôi báo luôn là không có đám hỏi đám cưới gì cái con Mận với cái thằng cu của nhà anh hết ha. Anh muốn cưới đó, anh qua nhà tôi. Qua nhà tôi rồi nói chuyện cưới hỏi. Lúc đó tôi xôi cho anh thấy. Chào anh. Anh hai. Còn chị, tôi báo chị biết. Chị tốt lắm. Dạ. Nhưng mà chị vô phước lắm. Gặp chồng như ông nội này. Anh hai. Thấy chưa, chị vô phước lắm. Ông thấy chưa? Ê. Ông tàu lao lắm. Ông nói như vậy rồi giờ anh hai bỏ em về rồi sao đây? Sao ông nói mà tôi nghe trong đầu tôi nghĩ là bà có phước. Phước cái gì mà phước? Tôi là vô phước là anh nói đúng á. Ông á đúng là thánh sôi mà.
sao bà hay quá.